Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một lô hai cây cẩm thị mini nhà mình nha. Hai cây rất là già luôn, mini nha, cây sống khỏe rồi, phòm thiên nhiên. Hai cây rất chi là duyên luôn nha mình, rất là khéo luôn nha. Hai cây này có mã số là 770, có cái hòn của cây này 20 nha, cao 30. Cây đang nằm cái bầu đất này, bầu đất rinh luôn nha, cây bầu đất ươm, bầu đất lên cái này 25. Hai cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, 900k bao ship nha. Hai cây rất chỉ là duyên cây luôn nha. Hai cây cẩm thị mini nha, rất là khéo luôn, tay rất là con luôn nha. Cây này thì lũ này, lũ thép luôn nha mình. Rồi mình xem tham khảo nha, được duyên ý thì ủng hộ nhà vườn luôn, xã vườn luôn, 900k bao ship hai cây này nha. Giờ cái hàng mini mà tìm được cái nước da thế này cũng là một vấn đề ở nhà mình, rất là hiếm rồi, dần cạn kiệt rồi. Rồi mình xem tham khảo luôn. Rồi mã số 770, giao lưu nhanh với nhà mình là 900k bao ship nha, hai cây cẩm thị mini rất là khéo luôn. Rồi nhà vườn xin qua hai cái này luôn.